Ôi, nhậu giờ tới bến nhưng không bao giờ biết muốn đi về. Rồi Mình thôi, trời, cái này này cũng mệt rồi nha. nhậu xỉn vô có quậy không? Dạ không, em hiền lắm chị ơi. Ai quýnh em chạy rồi, em không biết quýnh lại. Chứ xỉn Ở vô Tây là Sơn Bình Định mà có dạ. võ không em? Dạ thưa anh, em không có võ nhưng mà em đủ tự tin bản lĩnh để em bảo vệ bạn gái được rồi. Thôi vậy tốt rồi. Bạn gái, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đi học thì em có một mối tình thời phổ thông cấp 3 thôi. Vậy là lâu rồi. Bao nhiêu năm không có bạn trai rồi, không buồn hả? Không có ai chia sẻ tâm sự rồi rồi không có cái người chăm sóc mình, không buồn hả em? Dạ, nhưng mà lúc đó thì cái mục tiêu với lại cái định hướng cho công việc em nó nhiều hơn á chị. Hôm nay động lực nào để em tham gia chương trình? Cũng là một cái duyên thôi. Lúc đó là em là cái người khởi xướng cái phong trào mà chiến dịch chống ế cho công ty cũ. Thì em mới gom đơn của các chị để mà nộp cho cái công ty. Thì lúc đó là em cũng có gửi ban đơn của mình nữa. Thì cuối cùng có mình em được chọn, còn các chị thì không có được. Cho nên là thôi em nghĩ nó cũng là một cái Cái duyên duyên tới rồi dạ, hả? mình Bây giờ hôm đến. nay là mong muốn tìm bạn trai rồi đúng không? Dạ. Ơi, em có được mấy mối tình rồi? Dạ, thưa anh, em được 2 mối tình sâu đậm Hai. rồi. Mỗi mối tình chỉ trọn vẹn 12 tháng thôi. Dạ. Bạn trai bên đây là hơi nhậu chút xíu á. Em nói chút xíu về cho bạn gái kia tin tưởng đi. Nghe chữ nhậu là nó không không thể tin rồi đó. Mà nhậu lầy nữa là mệt lắm á. Thường ta nhậu xong ta hay la hét đánh đập phá làng phá xóm, nên em nhậu xong em làm gì? Em nhậu xong nhiều khi cái nhà tắm em không đi mà em cứ đi phòng ngủ em tè. Có nghĩa là em nhậu xỉn em muốn vô toilet em vô buồn ta không? Dạ, cứ thấy cửa mở thì mình đi Là tè. vô. Vô Dạ, cái tè này hả? nguy hiểm nha em. Rủ em đang nhậu nhà bạn em vô lộn cái vợ phòng vợ bạn là mệt lắm á. Không có đâu anh, em ít khi rủ bạn đi nhậu ở nhà lắm, ra quán xong rồi Ra về thôi. quán vô lộn cái qua cô chủ quán. Không có. Thiếu gì phòng xong vô đi vô trong phòng đó chi. Lúc đó xịn quá rồi. Xỉn xỉn chứ phải đọc được cái chữ toilet hay là Ở nhà đâu có chữ toilet đâu. không phân biệt được cái phòng đó hả? Thì thấy cái cửa nó giống như nhau mà. Trời ơi. Rồi sao là cứ bình thường là em vô mấy đó là vô để đứng tè bậy hay là vô làm gì hay vô kiếm người ở chổng? Định tè mà vô gặp gì gì quát cho rồi chạy tè luôn. Hồi xưa giờ có tè ở đâu bậy bạ bao nhiêu lần rồi? Dạ không, chỉ có một lần duy nhất đó thôi. À Dạ. trời đất ơi, nhậu còn chi mà để đến nỗi mà lầy dữ vậy không biết nữa. Rồi bây giờ mong muốn mẫu người tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ, mẫu bạn gái em tìm là cái chiều cao 1m55 trở lên, da Rồi. trắng, tóc dài, Rồi. công việc ổn định, mọi cái chỉnh chu, giống như biết nấu ăn, giống như bạn nữ bên kia nói thì em rất ok. Có ghét cái tật xấu nào ở phụ nữ không? Càm ràm nhau. Em rất thích bạn gái là biết ghen. Bên này ghen lắm mà nha. Ghen mới yêu thương mới ghen chứ. Bà ghen lắm á, đi với cô nào Không là nhìn sao đâu thấy chị. là không được đâu á. Không sao đâu. Chịu nổi không? Nổi hết. Nếu mà được khi nào tiến tới hôn nhân được? Dạ qua năm cưới luôn. Được rồi ha. Thôi bây giờ sẽ Có cái qua vụ thêm tè tè đó nó hơi kỳ chút thôi. nhậu vừa tới thôi, vui nhậu thôi. Rồi lúc mà xỉn đâu kiểm soát được bản thân mình đâu. Nha. Cái này phải kiểm tra lại nha. Dạ. Rồi, có mẫu người lý tưởng nào không? Dạ thì mẫu người lý tưởng thì có nhiều lắm anh. Thí dụ. Cái răng khểnh này giống như ca sĩ Hồng Nhung cũng đẹp. Cười có duyên, có hai má đồng tiền giống như Cát Tường. Răng khểnh đều hết được không? Cười suốt ngày luôn được không? Dạ cũng tạm được. Được luôn hả? À, dạ Ôi được ôi. luôn. Răng khểnh đều mà cười từ sáng tới chiều là Nhưng được lắm mà anh hả? nghĩ chắc em nghĩ chắc không có cái khúc Khó đều hả? đâu. Dạ. Làm gái rất là dễ thương ha. Dạ. Nãy giờ em nghe anh này nói chuyện thì em cảm nhận rảnh như thế nào? Dạ. Thứ nhất là cái độ chân thành đó anh. Dạ. Cái khai lát cái mấy cái chuyện đó là em thấy chân thành Đúng rồi. rồi. Cũng là để mà biết trước luôn. Đề phòng. Dạ. Mong muốn mẫu người bạn trai như thế nào em nói rảnh luôn đi. Về ngoại hình á thì em vẫn muốn là một người cao to rắn rỏi, sức khỏe tốt, luyện tập thể thao đó anh. Có mẫu hình nào bên đây giống Hồng Nhung thì tùm lum la đó. Dạ em thì chỉ thích mỗi mình Công Vinh thôi ạ. Rồi rồi gì còn Vinh Na cũng được. Nói chung là dân Tây Sơn cũng chắc da chắc thịt lắm mà cũng biết tí võ. Anh này cũng dễ thương, nói chung là thật tình. Dạ. Rồi. Có nỗ lực trong cuộc sống, phấn Dạ. đấu vươn lên. Dạ. Được á, anh thấy được. Có cái điều gì em không thích ở bạn trai? Nóng tính, đừng có vũ phu, đừng có xa lầy quá thôi. Còn tất nhiên là trong công việc, với lại bây giờ anh đó cũng cũng đang có sự nghiệp á, thì phải có cái việc giao tiếp nhậu nhẹt, nhưng mà nó cũng phải tiết chế Chừng thôi. mực thôi là Dạ. được. Bây giờ Dạ. mình hỏi ý kiến người thân, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với anh họ, sếp và các anh chị đồng nghiệp ở công Được ty. rồi, cho chị gặp đại diện bên nhà gái á.
Em xin phép chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào anh Hưng. Xin phép chào phía bên nhà trai luôn ạ. Và chào tất cả quý vị khán giả. Em nghĩ là hai người xứng đáng để có cái cơ hội mà tìm hiểu nhau sau cái chương trình này. Hưng đi với ai Hưng? Dạ em đi với dì, với lại chị dâu ạ. Dì thấy cháu dâu tương lai bên kia thế nào? Dì thấy cháu bên này cũng được. Hai cháu phải tiến tới cho nhau một cơ hội. Rồi rồi, cảm ơn dì. Rồi bây giờ mình mở màn kéo cái hàng rào ra cho Hưng với Huyền gặp mặt nha. Mở rào. Chào anh Tân. Dạ em cảm ơn. Có giống Công Vinh không em? Dạ cũng hơi giống. Cho anh hỏi em ở huyện nào? Bình Thuận ạ. Nơi đó anh cũng từng đi qua rất là nhiều, nhưng mà sao không có duyên để anh gặp em mà anh phải lên này? Dạ. Em thấy anh như thế nào? Ấn tượng của em thì anh cũng rất là dễ thương. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, hát tặng bạn gái luôn đi em. Hôm nay anh sẽ hát tặng em một bài thôi, mà cuộc đời chưa bao giờ tặng cho ai cả và chưa bao giờ hát ai nghe. Thì rất mong em sẽ hiểu được cái lời bài hát này và nhớ vào cái ngày hôm nay. Dạ. Bài hát có tựa đề gì? Hát rồi sẽ biết em ha. Dạ. Anh sẽ là dòng sông, đời em là biển rộng. Anh sẽ là gió lòng, đời em là máy bay. Anh sẽ là nắng mai, đời em là hoa đỏ. Anh sẽ là... Cảm ơn. Trời ơi. Hát không hết được bài nữa. May là đó gì chưa hát cho ai nghe đó. Dạ. Về tập hát là cho nó thuộc lời này kia nha. Em có thể làm dâu được không? Dạ, cái đó thì em không ngại. Đối với em thì em xa gia đình cũng từ nhỏ, cho nên là em vẫn muốn là có một cái gia đình đông đông một tí. Cho nên là cái việc làm dâu thì không vấn đề. Chẳng hạn như sau này chồng mà em rồi đi công tác xa rồi, em có thể mọi thứ em ở nhà em có thể làm được không? Ở nhà là chị cả trong gia đình, cho nên đó là mọi thứ là em đều độc lập và thay ba mẹ quản lý từ rất là sớm. Cái việc đó thì em có thể làm được. Anh thì sợ nhất là vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ là giọt nước mắt. Nên anh cảm thấy anh sẽ không bao giờ đỡ cho em khóc. Mình là một người đàn ông mà đỡ phụ nữ tổn thương, mình là một người thất bại. 365 ngày thì anh đều có thể là ở xa, mỗi khi em cần là có mặt anh. À có nghĩa là công việc là anh lái xe là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, chứ không phải là đi các tỉnh đúng không? Anh vẫn có đi tỉnh. À. Mình muốn hẹn hò ở cuối tuần hay như nào đó thì anh vẫn có mặt. Anh đi thật sự vì cái công việc thì em có thể thông cảm được. À. Nhưng mà tất nhiên là em vẫn muốn có một người ở gần rồi. Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu, chưa có vợ. Dạ. Nên là anh đi được. Chứ còn khi anh đã có người yêu rồi thì anh sẽ chuyển đổi một cái môi trường khác, làm trong trung tâm đào tạo lái xe, hoặc là anh mở một cái phòng mạch, nhà kho, hoặc là tiệm thuốc tay. Thì đó là cũng trong cái ngành anh học. Cái hay nhất là chúng ta mở cái gì liên quan tới ngành dược em đã học rồi. Dạ đúng rồi. Lái xe chỉ là một trong những cái em trải nghiệm thôi. Dạ đúng rồi. Anh nghĩ rằng tại sao mình học ra mình có nghề, rồi bạn kia cũng có cái nghề đó nữa. Dạ. Cái nghề đó mới phát triển kinh tế được. Dạ đúng chứ rồi. Em lái xe hoài thì 10 năm nữa thì cũng lái xe thôi. Ha. Đó là cái mà anh nghĩ rằng là bạn gái sẽ tin tưởng vào cái đó. Mọi thứ khi đã xác định đến với nhau rồi thì anh hứa sẽ không bao giờ đi xa, dù cách xa em một ngày anh cũng phải quay về bên em. Hay quá. Chúng ta cảm không nhận đây là một chàng trai rất là hay vậy luôn. Rồi, để tay, tay vào nút bấm nha. Bấm nút hay không là quyền của các bạn, vì đó là hạnh phúc và tương lai của các bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với nó nha. Một. Rất ổn đấy, rất hợp lý. Hai. Ba. Hết thời gian. Mà chúc mừng. Nào, nắm tay đi. Rồi, nắm tay bạn gái nào. Anh thấy cặp này có tương lai rất là tốt. Anh Linh nó mới để ý nha, hai gương mặt có nét giống giống nhau. Cố gắng học tập cho ảnh đi học rồi mai mốt làm giàu đó. Đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ.
Thấy sao, thấy sao? Hả? Thơm hả? Thơm hả? Đây là quà